cái chua này. Sau bên công ty tài... thấy thằng này cũng có một tí tài năng đấy là tài năng 0.3. Chuyển vào đấy nó là phải bắt đi học thêm 6 tháng nữa. Và giả luôn. Về mới bắt đầu làm. Trời ơi, cái này nó giả bao không biết bao năm nhỉ. Mới được nó cũng phải khoảng giả này, chắc phải mấy chục năm. 40 năm đấy. 40 năm nó giả này, thân giả lứt đi. Cành quả rơi xuống tận đây, quả to nhỉ, rơi tận gốc ấy. Cái này nấu với cá ăn lẩu này nó ngon. Đúng rồi. Còn nước chín là không ngon mà. Cái chua này nấu cá. Ừ. Cứ đảo con chắn vào 3-4 cân về là thả cái này xuống rồi là vị các củ. Ôi cái này nó sàng tận gốc nhỉ, cái quả to nhỉ. Ừ. Quả to thế nhỉ. Trồng quả to này. To. Anh nhìn này. Ngoài phố là có cây này mà bán quán bán củ cả đá nhung nhằng ấy. Để lúc cá của nó rơi. Là người ta muốn mua một cây về là khách họ để xe hay là cái có cái để xe cho nó, để xe cho nó khế nó dụng rồi hết xe. Không, bọn kia nó ngồi chán miệng mới quả này nó cũng mấy nghìn đấy chứ. Một cái đế bột canh ra là họ giải lao ở đấy. Anh như đấy. Đấy bác chủ có cây khế bác đang vẽ là cảnh làm cái đĩa. Cũng đấy là ở trên ngoài, ngoài phố. Phố. Ra đây người ta đi làm thuê về mệt rồi uống đấy, một cái khế đá chẳng hạn xong rồi lại thèm thèm thì tôi lại mua một quả. À. Cái quả cả rau rang thế mà bằng ngón tay út này họ đã ăn rồi. Đây rồi. Đến kể đến khi chết nó chín nhưng mà ngồi ở đấy nhìn đã thích rồi. À. Thích ăn này đấy mới quả 500